Như vừa rồi thì mình đã trao đổi, mình đã chia sẻ một chút về những cái mà mình đã tìm kiếm, mình đã tìm đến để gọi là mong muốn tìm kiếm sự tỉnh thức trên con đường của mình. Và rốt cục thì những gì mà cao siêu, những gì mà ở ngoài kia, những gì mà nằm ngoài thế giới vật chất, tuy rằng nó giúp cho mình mở rộng được những kiến thức, những hiểu biết, tuy nhiên nó không hẳn là cách thức đem lại cho mình hạnh phúc, an yên và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Chào bạn Thanh Hương Lê. Mình đang ở Torbell ở Thụy Sĩ và hôm nay đang làm cái livestream từ khung cảnh bên ngoài trời này để cho mọi người cùng ngắm cảnh một chút. Rất là tiếc vừa rồi livestream của mình bị đứt quãng và bây giờ mới bắt đầu lại tiếp tục trở lại được. Thế thì chủ đề của ngày hôm nay mà mình đã viết ở trên Facebook đó là tỉnh thức có phải là đích đến hay không? Và tỉnh thức thực chất là gì? Thì mình nhận thấy rằng là trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những năm gần đây thì từ tỉnh thức được nhắc đến rất nhiều. Và thậm chí mọi người còn đặt nó trở thành một cái tiêu chí, đó là bạn đã tỉnh thức hay chưa? Và cái mức độ tỉnh thức của mỗi người như thế nào, hơn nhau ở điểm gì? Và thậm chí nó còn trở thành một cái thước đo để mà xác định sự thành công trong xã hội. Thế thì mình muốn làm rõ một vài vấn đề. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu đi tìm kiếm con đường tâm linh hay tìm kiếm những sự thật, những hiểu biết nằm ngoài thế giới vật chất, nằm ngoài những gì chúng ta vốn dĩ theo đuổi, kiếm tìm ở trong cuộc sống này, thì cái mục đích cuối cùng là gì? Thực ra chúng ta tìm kiếm con đường tâm linh, tìm kiếm sự tỉnh thức là để làm gì? Là để trở thành một người cao siêu hơn người khác, hay là để đạt được những thành công về tài chính cao hơn, hay là để có một sự tôn vinh, vinh danh, sự tôn trọng từ nhiều người khác đối với bản thân mình? Có thực sự đấy là cái mục tiêu mà chúng ta đang nỗ lực kiếm tìm trên con đường tỉnh thức hay là con đường tâm linh hay không? Hay cái mục tiêu cuối cùng đó là để tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc trong chính mình và ý nghĩa của cuộc sống này? Và mình tin rằng đó là cái điều mà mình vừa mới nhắc đến. Ít nhất nó là đối với bản thân mình, và mình cũng tin rằng đối với rất nhiều người. Mục đích của tất cả mọi con đường tìm kiếm, mục đích cuối cùng của thực hành tâm linh hay của việc mong mỏi tỉnh thức, mong mỏi có được những cái giá trị mà mình khát khao, đều rốt cục là để mình tìm được sự hạnh phúc, an yên trong chính mình và một cuộc sống đầy ý nghĩa trong kiếp người này, ngay trong kiếp người này chứ không phải là ở đâu xa. Các bạn có đồng ý không ạ? Thế thì nếu như vậy, nếu như khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đã tìm thấy những kiến thức, chúng ta tìm thấy sự tỉnh thức, thì có nghĩa nó sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, an yên, trọn vẹn, ý nghĩa trong cuộc đời. Và có thể là đạt được nhiều cái thứ khác, ví dụ như là tài chính, rồi cuộc sống đầy đủ êm ấm về mặt vật chất vân vân. Nhưng mà nó chắc chắn phải bao gồm cái chuyện là chúng ta cảm thấy bình yên, hạnh phúc và có ý nghĩa trong cuộc đời, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy sự tỉnh thức, đã tìm thấy con đường mà mình nên đi về mặt tâm linh. Thế nhưng ít nhất là đối với những người đang theo dõi video này, chúng ta đã thực sự cảm thấy hạnh phúc, an yên, trọn vẹn trong mọi phút giây của cuộc đời hay chưa? Và chúng ta có cảm thấy rằng cuộc đời này thật là ý nghĩa? Chúng ta đang sống trong ý nghĩa của cuộc sống này? Chúng ta cảm thấy mình có ý nghĩa, mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn, an yên hay chưa? Mình nghĩ rằng là có thể có những lúc chúng ta đã thấy, có những lúc, những giây phút mà chúng ta cảm thấy như là mọi thứ rất trọn vẹn, rất hoàn hảo, và cảm thấy là mình cũng đang sống có ý nghĩa, có đóng góp cho đời, rồi là mình nhìn thấy ý nghĩa trong những mối quan hệ, những công việc mình làm. Tuy nhiên, cái phần trăm của những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy hạnh phúc, an yên, ý nghĩa đó chiếm bao nhiêu? Và nếu như chúng ta đã đang thực hành tâm linh, chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta đã tỉnh thức ở một mức độ nào đó rồi, vậy thì tại sao vẫn có vô vàn những phút giây trong cuộc sống hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm mà chúng ta cảm thấy không an yên trọn vẹn, cảm thấy cuộc sống thiếu đi một cái điều gì đó có ý nghĩa, mà chúng ta cảm thấy như là mình vẫn cứ lún chìm trong những buồn bực,
thất vọng, chán nản, sự vô nghĩa, và vẫn cảm thấy dằn vặt, quằn quại trong mình, vẫn cố gắng để đi tìm kiếm một cách thức nào đó, một con đường nào đó để có thể thoát ra khỏi những đau khổ dằn vặt, và hay đơn giản không hẳn là đau khổ dằn vặt, nhưng là sự căng thẳng, mệt mỏi, chán nản trong cuộc sống đó. Vậy thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đạt đến đích đến của tỉnh thức, phải không ạ? Nếu như chúng ta nghĩ rằng tỉnh thức là đích đến, thì khi mà chúng ta đã tìm kiếm rồi, theo đuổi rồi, thực hành rồi, và có một mức độ tỉnh thức nào rồi, thì chúng ta phải đạt đến cái mục đích của việc an yên, hạnh phúc và trọn vẹn trong mình chứ. Nhưng chúng ta vẫn chưa. Là bởi vì từ tỉnh thức mà chúng ta vốn dĩ tìm kiếm đó, hay con đường thực hành tâm linh mà chúng ta vốn dĩ tìm kiếm đó, nó là một quá trình và là một cuộc chiến trường kỳ giữa hai tiếng nói ở trong đầu, giữa việc chúng ta sẽ bị lún sâu, bị cuốn trôi vào những dòng cảm xúc, suy nghĩ và những rối bời, rối ren trong tâm trí và trong nội tâm của mình, hay là chúng ta có được sự tỉnh thức sáng suốt tại từng giây phút, từng thời điểm, từng khoảnh khắc trong hiện tại. Tỉnh thức là một con đường dài, và chúng ta thường bắt đầu đến với nó bằng việc là chúng ta cảm thấy không hài lòng với tầng ý thức hiện tại, không hài lòng với những gì đang diễn ra trong cuộc sống, không cảm thấy bình yên, không cảm thấy đủ đầy, không cảm thấy ổn trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Và vì thế chúng ta bắt đầu đi tìm kiếm. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy như là mình nhận ra một điều gì đó, nhận ra những sự thật trong cuộc sống này, hay là nhận ra cái nguyên nhân của chính nỗi đau khổ dằn vặt trong chính mình, thì cái thời khắc đó mọi người có thể gọi đấy là vậy là mình đã tỉnh thức, mình đã nhận ra được là đâu là nguyên nhân của đau khổ, và nhận ra được là đâu là mục đích thực sự của mình trên con đường tìm kiếm này. Đó là hạnh phúc, an yên, hay là những cấp độ cao hơn của tâm linh, hay là gì đó. Thế nhưng vấn đề là sau một cái giây phút mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tỉnh táo nhận ra, hay là có một cái sự trải nghiệm tâm linh đó, thì chúng ta lại bị quay trở lại cái vòng lặp của tầng ý thức cũ. Tức là chúng ta lại bị nhấn chìm trong những suy nghĩ rối ren, nhấn chìm trong những cái cảm xúc bất mãn, bức xúc, không thỏa mãn, không hài lòng trong cuộc sống. Và bởi vậy chúng ta sẽ không thể nào mà gọi được một giây phút là cái điểm mốc của sự tỉnh thức, và đó cũng không phải là đích đến mà chúng ta đã đạt đến. Mà tỉnh thức sẽ là sự thành công trong mỗi phút giây, giữa việc lựa chọn giữa đau khổ dằn vặt hay là an yên trọn vẹn, và tỉnh táo nhìn nhận về những gì đang diễn ra, về cách mà mình phản ứng, cách mà mình trả lời lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Respond to whatever happened. Thì tỉnh thức là một quá trình trong từng phút giây mà chúng ta phải lựa chọn cách hành xử, cách phản ứng, cách nhìn nhận, mà nó dẫn đến sự bình yên, điềm tĩnh, đúng đắn, tỉnh táo trong chính mình. Có nghĩa là cho dù là chúng ta tổng hợp được rất nhiều kiến thức, cho dù chúng ta có những cái trải nghiệm rất là nhiệm màu, hay là có những cái phút giây mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã giác ngộ hoàn toàn, hay là chúng ta đã hiểu ra rất nhiều vấn đề, đã tỉnh thức trên con đường của mình, nhưng rốt cuộc thì mỗi giây phút trong cuộc sống này, chúng ta lại được đặt vào một cái tình huống mới, một cái trải nghiệm mới, mà trong từng cái phút giây đó chúng ta lại phải đưa ra sự lựa chọn rằng là chúng ta lại tiếp tục những cái vòng lặp trước đây của mình. Cái này gọi là vòng nghiệp lực. Vòng nghiệp lực tức là cái hành động, cái cách mình phản ứng, cách mình suy nghĩ, nhìn nhận, cách mình cư xử lại lặp lại một cái quy trình như trong quá khứ. Tức là khi cùng một cái vấn đề xảy ra, có thể là nó khác nhau ở bối cảnh, ở chi tiết sự việc, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cùng một cái loại cảm xúc, cùng một cái loại mong muốn, những cái phản ứng mà chúng ta đối đáp lại những cái gì đang diễn ra đó, nó lặp lại giống như trong quá khứ. Khi mà chúng ta lại quay trở lại với những cái cách hành xử và những cái vòng lặp này,
Thì có nghĩa là chúng ta lại bị chìm trong sự mê muội. Và tỉnh thức ở trong mọi phút giây, từng phút giây, đó là chúng ta sẽ phải tỉnh táo nhìn ra cái vòng lặp này để bứt phá ra khỏi nó trong từng phút giây, chứ không phải là chỉ một lần là xong. Bởi vì cái vòng lặp trong tâm trí mình và những cái khao khát thôi thúc của bản ngã, nó đã diễn biến trong suốt cả cuộc đời mình, từ lúc mình bé cho đến bây giờ, và thậm chí là còn từ trước khi cả mình sinh ra. Cho nên nó có một cái lực đẩy, một cái đà, một cái thói quen, một cái vòng lặp rất mạnh mà chúng ta thường bị cuốn theo, mà nó như là một cái lập trình tự động vậy, mà mình đôi khi ngay trong một cái thời điểm hiện tại là mình không phát hiện ra là mình đang phản ứng một cách tự động, một cái vòng lặp tự động. Và tỉnh thức có nghĩa là trong từng cái phút giây đó, chúng ta sẽ tỉnh táo nhận diện ra cái vòng lặp đó để có thể tạm dừng nó lại và đưa ra một lựa chọn mới, một cách nhìn mới và một cách hành xử mới. Thế thì mình có nhìn thấy một số cái câu hỏi, mình xin phép được đọc câu hỏi. Câu hỏi lại không chạy vậy. Mình đang không đọc được các cái comment và câu hỏi của mọi người. Có lẽ là hôm nay sự cố kỹ thuật nó hơi nhiều một chút. Em đang cảm thấy bực bội và bất lực với hai đứa con. Bạn có thể làm rõ hơn tỉnh thức, tiềm thức và ý thức. Mình vừa nhìn thấy câu hỏi của anh Nguyễn Hà là bạn có thể làm rõ hơn về sự tỉnh thức này, tiềm thức và ý thức. Thì như vừa rồi mình có giải thích, đó là tỉnh thức sẽ là sự tỉnh táo trong từng phút giây giữa việc là nhìn thấy rằng là mình đang phản ứng một cách tự động, lập trình tự động, và mình cứ phản ứng theo cái đà đó. Hay là mình có thể tỉnh táo nhận ra rằng là cái thôi thúc này, cái thôi thúc ở trong lòng mình này, nó đang diễn biến và mình đang chuẩn bị hành xử, hành động, nói ra một cái câu nói như là một cái lập trình tự động. Mình tỉnh táo nhận ra để mình lùi lại và thay đổi cái quyết định trong suy nghĩ, lời nói và hành động đó của mình. Thì tỉnh thức có nghĩa là cái sự tỉnh táo trong từng giây phút hiện tại. Thế và mình lấy một cái ví dụ cụ thể hơn để cho các bạn dễ hình dung. Đó là ví dụ như là mỗi lần mà chúng ta nhận được một cái sự chỉ trích của người khác, họ đánh giá, phán xét mình một cái điều gì đó, thì thường là mình sẽ phản ứng ngay lập tức. Mình sẽ rất là cáu, mình có thể là nói lại một cái gì đó, hoặc là mình về nhà mình sẽ quằn quại, hậm hực, bực bội, rồi cáu gắt với mọi người, ví dụ như thế. Thì cái này gọi là cái lập trình tự động, tức là khi có một điều kiện A xảy ra thì kết quả B sẽ luôn luôn diễn ra. A dẫn đến B, nó là một cái vòng, một cái mối tương quan xác định, hay là nhất định sẽ xảy ra. Khi A xảy ra, B sẽ xảy ra. Thì cái việc lập trình tự động này, nó chúng ta gần như là không có sự kiểm soát, không có sự nhận thức. Cứ A xảy ra là B xảy ra, mà mình không, thậm chí mình không phát hiện ra, mình cứ thế bị cuốn theo, mình cứ thế hành xử như B nếu như A xảy ra. Thế thì tỉnh thức có nghĩa là trong mỗi phút giây, trong từng sự việc xảy ra trong cuộc sống này, chúng ta sẽ nhìn thấy là khi A xảy ra, thì trước khi B xảy ra thì chúng ta sẽ thấy là mình bắt đầu có một cái cảm xúc bức xúc, khó chịu. Tim mình bắt đầu đập nhanh, mặt mình bắt đầu nóng rực lên, mình bắt đầu muốn nói một cái điều gì đó, mình muốn phản ứng một cái, có một cái điều gì đó thôi thúc mình muốn phản ứng. Thì khi mà mình bắt đầu nhận định được như vậy, thì khi mà mình gọi là tỉnh thức hơn trước đây, thì cái sự so sánh hay cái sự nhận định, cái sự tỉnh thức này, đó là mình mà nhận diện được cái quá trình từ A chuẩn bị thành B, thì mình sẽ dừng nó lại ngay khi mình phát hiện ra. Và mình sẽ đưa ra một cái lựa chọn mới về cách nghĩ, cách hành động và cách hành xử, và cách lời nói mà mình phát ra. Suy nghĩ, lời nói và hành động là ba thứ mà thường kéo theo của cái hệ lập trình tự động này. Thế thì tỉnh thức là khả năng nhận biết được khi mà một điều kiện nó xuất hiện và mình bắt đầu bị chuẩn bị, bị cuốn theo, bị thôi thúc dẫn đến một cái hệ quả
mà nó luôn luôn kéo theo nhau đó. Thì khả năng nhận biết được này, và khả năng tạm dừng lại cái sự tác động của điều kiện này, để có thể tỉnh táo lựa chọn. Lựa chọn xem là cái điều kiện này xảy ra nó có thực sự đúng với lại cái niềm tin, cái cách mình phiên dịch, cách mình nhận thức, mình phiên dịch nó hay không. Và lúc nào mà A xảy ra thì B cũng xảy ra, và nó có dẫn đến kết quả mình mong muốn, rằng là mình muốn được hạnh phúc, an yên, vui vẻ, trọn vẹn. Thì khi mà cứ A xảy ra lại kéo theo B như vậy, nó có dẫn đến cái kết quả mình mong muốn hay không. Thì khi mình bắt đầu tỉnh táo để nhận diện được rằng là cái quá trình này, khi mình bị thôi thúc, mình bị kéo vào cái luồng suy nghĩ, phản ứng và hành động này, nó không dẫn đến kết quả mong muốn, và vì vậy mình sẽ dừng nó lại, lùi lại một bước để nhìn nhận lại mọi sự việc, mọi chi tiết của vấn đề một cách khác. Mà mình có đề cập đến về cái việc là phản biện niềm tin, rồi là tự vấn chính mình, rồi là chỉ đơn thuần là quan sát chính mình để dừng lại. Dừng lại đã, dừng lại rồi sau đó sẽ bắt đầu hình thành và lựa chọn một cách phản ứng mới, những lời nói mới, những suy nghĩ mới và những hành động mới. Và nó sẽ không dẫn đến những kết quả không mong muốn như trước đây, và dần dần sẽ là đi theo kết quả mà mình mong muốn. Kết quả mà mình mong muốn là gì? Đó là sự bình yên, hạnh phúc, trọn vẹn trong cuộc sống và ý nghĩa trong cuộc sống. Thì đó là về tỉnh thức. Nói tóm tắt lại, tỉnh thức là sự tỉnh táo, nhận biết được, tạm dừng được và thay đổi được những hệ quả, những vòng lặp trong tâm trí và cách hành xử của chính mình trong từng phút giây hiện tại. Thế còn tiềm thức? Tiềm thức là những ký ức, những cái thôi thúc tiềm ẩn ở trong mình mà mình không thực sự biết rõ được rằng là vì sao, do đâu, như thế nào. Có nghĩa là nó là sự lập trình vô thức, lập trình tự động mà mình không nhớ được về chi tiết rằng là tại sao mình nghĩ như thế này, rồi là vì sao mà cứ khi có một sự việc xảy ra mình sẽ hành động một cách bộc phát. Tức là có những cái cảm xúc này, những cái ký ức này, những cái cách mà mình hành động, trả lời, respond lại những gì mà những cái điều kiện ở trong quá khứ mình đã trở thành thói quen, nó đã trở thành thói quen ở trong sâu thẳm, trong cái tiềm thức của mình, mà dù là không có những ký ức cụ thể, không có những cái suy nghĩ cụ thể liên quan, nhưng mà mình cứ phản ứng một cách tự động. Tức là cái này thực ra nó rất là liên quan đến cái gọi là mà trong đạo Phật gọi là nghiệp, nghiệp lực. Thì thực ra nghiệp lực, chữ nghiệp ở đây có nghĩa là hành động. Nghiệp lực là sự thôi thúc, thúc đẩy, push của nghiệp lực. Tức là nó gần như là có một cái gì đấy thôi thúc bắt mình phải hành động theo một cái cách nhất định. Là bởi vì nó đã diễn ra không chỉ một lần mà nhiều lần trong quá khứ, và nó đã tạo thành một cái vòng lặp, một cái thói quen. Mà vì thế khi cứ A xảy ra, B khác xảy ra, bởi vì nó là một cái, nó đã thành một cái thói quen rồi, một cái vòng lặp trong quá khứ. Cái quá khứ này có thể là quá khứ trong hiện tại của kiếp này, trong thời thơ ấu, hoặc là qua rất nhiều năm mà mình không còn nhớ được những từng chi tiết của sự việc nữa, nhưng nó là một cái vòng lặp, lặp đi lặp lại. Cứ A xảy ra mình sẽ phản ứng như cách B. Thế còn thậm chí là vòng nghiệp lực này nó, mình còn mang theo từ nhiều kiếp trước. Thì cái đó thì có thể có nhiều người tin, có nhiều người không tin về kiếp trước, kiếp sau. Thế nhưng mà cơ bản về nghiệp ở trong tiềm thức, đó là vòng lặp của sự phản ứng và hành động vô thức. Là cứ có một cái trigger, tức là một cái điều gì đó mà nó tác động, bức xúc, nó làm cho mình bức xúc, là mình sẽ bộc phát hành động theo đúng như cái cách mà mọi người bảo đấy là tính cách riêng của mỗi người, cái tính cách mà mình không thay đổi được. Thực ra nó chỉ là một cái vòng lặp trong cái thói quen hành xử, trong cái thói quen suy nghĩ, trong cái thói quen bộc phát ra lời nói và hành động, và cách phản ứng với những điều kiện khi nó xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thì tiềm thức thực ra là cái gần như gọi là một cái kho lưu trữ phi vật thể, lưu trữ lại những kiến thức, những
thói quen, những hành động, những cái ký ức ở trong quá khứ mà mình không còn nhớ được chi tiết, và mình không còn liên hệ được là trong quá khứ nó là như thế này cho nên bây giờ nó như này. Mình không liên hệ được, mà nó chỉ là những cái dấu ấn thôi. Dấu ấn và những cái vòng lặp, những cái lực thôi thúc mình hành động theo một cái vòng, một cái lặp lại ở trong quá khứ. Thì cái tiềm thức này chính là cái kho lưu trữ phi vật thể đó, lưu giữ lại những cái dấu ấn trong quá khứ đó mà khiến cho mình cứ tiếp tục đi theo cái vòng lặp đó. Đồng thời thì thực ra cái tiềm thức này, bởi vì nó là kho lưu trữ phi vật thể của những dấu ấn, của những ký ức, nó cũng sẽ lưu trữ cả những ký ức tốt, những nghiệp tốt. Nghiệp ở đây chúng ta vẫn phải hiểu rằng là nó là cái vòng lặp của hành động và phản ứng, chứ cũng không phải là khi mà mình làm một hành động này chắc chắn nó sẽ dẫn đến hành động này. Thì chúng ta thường hiểu về nghiệp đó là về cái sự cụ thể, là ví dụ như là mình mà giết động vật thì mình sẽ bị cái nghiệp như thế này thế kia. Thì thực ra đấy là một cái cách hiểu nôm na thôi, chứ còn thực chất của nghiệp trong tiềm thức thì nó sẽ có cả nghiệp tốt, nghiệp xấu, tức là cái vòng lặp, cái sự lặp lại trong hành động bởi vì có những dấu ấn, những ký ức và những thói quen trong quá khứ đã xảy ra rất nhiều lần. Thế thì ngược lại với lại cái cách phản ứng khi mà ví dụ như mình bị chỉ trích, thì mình sẽ lập tức là rất là khó chịu, thậm chí là mình sẽ đi nói xấu sau lưng họ, hay là mình sẽ trả thù họ, vân vân. Đây là cái gọi là nghiệp xấu đi, tức là sự việc A xảy ra kéo theo sự việc B xảy ra, nhưng cái B này thường là tiêu cực, thì đây gọi là nghiệp xấu. Thế còn nghiệp tốt tức là khi mà có một điều kiện A xảy ra, đó là khi chúng ta ví dụ được khen ngợi, được tâng bốc, được tán dương, được yêu quý, thì chúng ta sẽ rất là vui thích, chúng ta sẽ tán dương lại họ, hoặc là cũng sẽ rất là yêu quý họ, rồi tặng quà, rồi vân vân. Thì thực ra thì chúng ta gọi nó là nghiệp tốt, thế nhưng mà nghe nó hơi kỳ lạ trong cái ví dụ này, đúng không ạ? Bởi vì thực ra thì nghiệp tốt có nghĩa là cái vòng lặp khi mà điều kiện A xảy ra, B xảy ra mà mình rất là vui thích, mình rất là thích cái vòng lặp này lặp đi lặp lại. Thì cái vấn đề về nghiệp này thì gần như nó gắn rất là nhiều với cái tiềm thức này, bởi vì nó không phải là những ký ức cụ thể mà mình có thể nhớ được, mà nó là những cái về mặt những cái dấu ấn thôi, những cái dấu ấn mà nó tự tạo ra cái phản ứng vô thức của mình. Thì kể cả là nghiệp tốt hay nghiệp xấu, cái vòng lặp tốt hay vòng lặp tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta đều cần có sự chuyển hóa, đều cần có sự tỉnh thức, bởi để chúng ta không còn bị nằm ở trong cái vòng lặp này, cứ A xảy ra là B xảy ra, dù nó là tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta bị phụ thuộc, lệ thuộc, trói buộc trong cái vòng đó. Vì vậy tỉnh thức tức là khi một điều kiện xảy ra, chúng ta sẽ nhìn nhận một cách tỉnh táo, một cách khách quan và nhiều mặt, nhiều khía cạnh của vấn đề, để không còn bị điều khiển, không còn bị phản ứng vô thức trong cái vòng lặp đó, mà chúng ta bắt đầu phản ứng có ý thức. Có ý thức tức là chúng ta nhìn nhận được nhiều khía cạnh của vấn đề, chúng ta không bị chi phối bởi cái điều kiện A này nữa, mà chúng ta có thể đưa ra một cách nhìn nhận khác, một cái quyết định khác, một cái hành động, cách cư xử khác, để đưa đến cái kết quả mà thực chất cuối cùng mình mong muốn, đó là sự an yên, trọn vẹn, hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc đời mình. Còn ý thức là gì? Ý thức tức là khả năng nhận biết, khả năng tiếp nhận thông tin, khả năng nhận biết được sự hiện hữu, sự có mặt của những yếu tố, những có thể là điều kiện hoàn cảnh, có thể là những cái khung cảnh, những cái gì đang hiện hữu trong thế giới vật chất này, hoặc là những cái những cái kiến thức này, những cái vấn đề trừu tượng, tức là cái khả năng mình có thể tiếp nhận, hiểu được. Thực ra hiểu được thì nó cũng không hẳn là lúc nào chúng ta cũng hiểu được, mà cái khả năng tiếp nhận là đầu tiên, là thì được gọi là ý thức. Còn thế nên là khi mà trong cái bài viết mình nói là các cái giai đoạn của tỉnh thức, hoặc là trong các video mình cũng hay nói đến chuyện là chúng ta vượt ra khỏi tầng ý thức này để lên một tầng ý thức cao hơn, rộng mở hơn, chân thực hơn, tức là cái khả năng nhận thức
của chúng ta về sự thật, về thế giới xung quanh, về các góc độ, góc nhìn của chính bản thân mình và của người khác, các cái cảm xúc, tâm tư, rồi là những cái mong muốn, nguyện vọng của chính mình và của mọi người. Thì khi mà chúng ta nhận thức được, tiếp nhận được, hiểu, nhìn thấy được những cái yếu tố này, và sau đó sẽ là hiểu được, thông cảm được, và nhìn thấy những cái điểm chung giữa mình với mọi người, hay là nhìn thấy cái sự thật hiện hữu ở trong thế giới này. Ví dụ chúng ta kết nối, chúng ta chỉ là một phần của thiên nhiên, một phần của vũ trụ. Thì tất cả cái sự tiếp nhận thông tin, cái khả năng để tiếp nhận này thì đều gọi là ý thức. Tuy nhiên là ý thức nó ở tầng nhận thức nào, ý thức nào, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giai đoạn tiến hóa của mỗi người, và cái khả năng tỉnh thức ở trong từng giây phút hiện tại để có thể mà tiếp nhận được hay không, có thể nhìn nhận được nhiều khía cạnh và nhìn thấy sự thật và bản chất của vấn đề hay không. Thì vừa rồi đó là câu hỏi của anh Nguyễn Hà, làm rõ về tỉnh thức này, tiềm thức này và ý thức. Mình hy vọng rằng là các bạn có thể là hình dung rõ hơn khi mà mình giải thích với những cái ngôn từ rất là đơn giản và dễ hiểu đó. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy có chỗ nào nó chưa rõ lắm thì các bạn có thể comment để mình có thể làm rõ hơn một chút. Em đang cảm thấy bực bội và bất lực với hai đứa con trong lời khuyên. Đây là câu hỏi của Thảo Triệu. Thì thực ra thì mình cũng xin phép các bạn đó là mình sẽ trả lời câu hỏi một cách bám sát vào với chủ đề của livestream. Thực ra thì những câu hỏi liên quan đến các cái mối quan hệ, cái cách cư xử trong mối quan hệ hay là các vấn đề về tâm lý, thì tuy rằng mình cũng áp dụng và kết hợp rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến tâm lý hiện đại vào trong những cái cách giải thích của mình. Tuy nhiên là mình sẽ không đi sâu vào việc là khuyên nhủ về vấn đề là mình sẽ nên cư xử như thế nào trong những cái trường hợp rất là cụ thể đó. Nhưng mình sẽ xin phép là gắn nó vào với cái chủ đề của từng buổi này. Thì ví dụ như là trong cái buổi hôm nay chúng ta đang trao đổi về vấn đề là tỉnh thức. Thì khi mà chúng ta cảm thấy là bực bội và bất lực, có thể là đối với con, hoặc là đối với bạn đời, hoặc là đối với đồng nghiệp, hoặc là bất cứ cái mối quan hệ nào trong cuộc sống đó, thì nó liên quan đến cái chủ đề tỉnh thức này ở chỗ đó là như lúc nãy mình cũng có nói đấy. Khi một sự việc xảy ra, khi một điều kiện A xảy ra, thì với sự rèn luyện, chúng ta sẽ bắt đầu có một sự tạm ngừng, lùi lại một bước. Chúng ta sẽ tạo một cái khoảng cách giữa điều kiện A với kết quả là B. Tức là khi có một vấn đề xảy ra này, với sự rèn luyện nhé, thì trong cái thời điểm mà nó xảy ra đó, chúng ta sẽ không ngay lập tức bừng bừng lên, bị thôi thúc và bị hành động, nói năng ngay lập tức theo cái phản ứng tự động của mình nữa. Mà với sự rèn luyện thì chúng ta có thể có khả năng nhận biết được rằng cái cảm xúc này nó bắt đầu dâng lên, mình bắt đầu có cái biểu hiện rằng là mình bắt đầu tức này, mình bắt đầu khó chịu này, mình bắt đầu chuẩn bị hành động bộc phát này, mình bắt đầu chuẩn bị đánh này, nói thái độ la hét hoặc là gì đó. Tức là cái khả năng nhận biết này nó sẽ bắt đầu từ rất sớm, ngay khi cái điều kiện, cái sự việc xảy ra, cái điều kiện A xảy ra đó. Thì khi mà chúng ta bắt đầu tạm ngừng nó lại được, bắt đầu nhận biết được cái việc là mình đang bị thôi thúc bởi cái gì đó ở trong mình. Thực ra cái thôi thúc đó chính là cái bản ngã của mình là một, và cái vòng lặp, cái nghiệp lực ở trong mình, vì mình đã như vậy rất nhiều lần trong quá khứ rồi, là hai. Thì mình tạm ngừng lại, mình tách biệt, lùi lại một bước để xem xét, nhận định xem nếu mình hành động như vậy nó có dẫn đến kết quả mong muốn hay không. Kết quả mong muốn là gì? Kết quả mong muốn đó là giải quyết được vấn đề này, rồi là có những cái mối quan hệ tốt đẹp, rồi là mình không bị chịu đựng cái sự quằn quại, bực bội, đau khổ dằn vặt này nữa, mà sẽ có được một cái kết quả như mong muốn, rằng mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhõm, bình yên, hạnh phúc hơn, và cái mối quan hệ nó sẽ tốt đẹp, hài hòa, bình ổn hơn. Thế thì cái việc là để giải quyết được vấn đề chúng ta cảm thấy bực bội, bức xúc,
bất mãn với những cái gì đang diễn ra, những sự việc diễn ra trong cuộc sống của mình. Thì để mà có thể gọi là xoay chuyển nó được thì tỉnh thức là thứ chúng ta cần. Tỉnh thức ở đây không phải là đích đến, nhưng là cái sự rèn luyện để trong từng phút giây này, khi từng sự việc xảy ra này, chúng ta có khả năng nhận biết được những gì đang diễn ra, những gì đang thôi thúc mình để tạm ngừng lại, lùi lại một bước, nhìn nhận một cách sáng tỏ hơn. Và có thể là đối với ví dụ như con mình chẳng hạn, thay vì chúng ta sẽ bột phát quát mắng, tức giận, có thể đánh, có thể dọa, có thể đe nạt, đúng không? Dọa nạt đi. Thì chúng ta bình tĩnh và nghĩ đến một cái phương án khác, rằng là có thể là chúng ta giải thích với con với một cái tình yêu bao la, hoặc là một cái sự nhẹ nhàng từ tốn, giải thích một cách có logic mà có thể trẻ con hiểu được, không phải là giải thích theo cái cách mà chỉ người lớn mới hiểu được, ví dụ như thế. Thì có nghĩa là khi chúng ta điềm đạm hơn, chúng ta lùi lại một bước đó, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát được cái cơn giận của mình, kiểm soát được cái sự bộc phát thôi thúc trong mình đó, để chúng ta có thể lựa chọn được những cái cách hành xử mới. Chúng ta có thể cùng là một câu nói nhưng với một cái thái độ, một cái cảm xúc rất là bực bội, bột phát, nó người nghe người ta sẽ không thể tiếp nhận được. Bởi vì thực ra cái người đối diện, cái người xung quanh mình, cái mà người ta tiếp nhận đó là cảm xúc. Cảm xúc của người nói như thế nào, thậm chí không nói nhá, chỉ ngồi ở đấy thôi mà rất là cáu bẳn, bực tức ấy, thì vẫn cảm nhận được, mà chúng ta cảm nhận được rõ luôn. Khi bước vào một căn phòng mà ai đó đang rất là bực mình, căng thẳng, chúng ta cảm nhận được như là bầu không khí rất là căng thẳng và nặng nề. Thế nên là khi mà giao tiếp, cái vấn đề lời nói nó chỉ là một phần, nhưng cái phần quan trọng hơn đó là cảm xúc của cái người nói, cảm xúc của cái người đối đáp lại chúng ta đó. Thế thì nói như thế nào là một, nhưng quan trọng đấy là cái cảm xúc đi kèm với nó như thế nào. Nếu chúng ta không điềm đạm, không bình tĩnh, không bao dung thì cái hiệu quả của giao tiếp nó sẽ không có. Mà cái người tiếp nhận kia họ chỉ cảm nhận được cái cảm xúc thôi, nên là người ta cũng sẽ lại, có thể một là co ro lại, có thể là trốn tránh, có thể là phản bác, hoặc là gọi là chiến đấu lại với chúng ta, bởi vì người ta phản ứng lại cái cảm xúc đó chứ không phải là cái lời nói của mình. Thế thì mình chỉ có thể có một cái lời khuyên rằng khi mà chúng ta đang cảm thấy như là trong cuộc sống của mình có rất nhiều vấn đề, nhiều cái mối quan hệ mà đang khiến cho mình cảm thấy bức xúc, cảm thấy bực bội, buồn bã hay là khó chịu, thì việc chúng ta nên làm đó là tìm những phương pháp giúp cho chúng ta bình tĩnh, điềm đạm, nhìn nhận mọi vấn đề một cách từ tốn hơn, nhiều góc độ hơn, và có thể kiểm soát được những cái cảm xúc tiêu cực của mình. Khi mà mỗi sự việc diễn ra thì có thể chúng ta luôn luôn cố gắng nhắc nhở mình một câu rằng là khoan đã, đừng hành động vội, đừng hành động theo cái sự thôi thúc mà mình đang cảm thấy vội. Bình tĩnh, đầu tiên là bình tĩnh, hít thở đã, hít thở và suy nghĩ xem là bây giờ mình nói một cái câu như này nhưng với một cái tâm thế khác, với một cái cảm xúc nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì những cái phương pháp để mà có thể đạt đến cái sự điềm đạm, bình tĩnh, tỉnh táo này ạ, thì nó sẽ phải là một cái sự kết hợp nhiều cái sự rèn luyện, gọi là rèn luyện. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào chỉ làm một lần, một lúc, một ngày mà có thể là đạt đến ngay lập tức. Mà thực ra ấy, vì sao những nhà sư đi tu mà lại đi tu suốt cả đời, không phải chỉ đi tu một năm rồi trở về và lại hạnh phúc bình thường trong cuộc sống. Có thể là đấy là lựa chọn của họ, nhưng mà cơ bản là bởi vì không có một cái phương pháp nào mà chúng ta có thể dùng một lần, thực hiện một lần, một tháng hay một năm hay một tuần mà nó có thể thay đổi cuộc đời mình trong mọi phút giây. Bởi thế mà những người tu hành, những người gọi là thậm chí cũng không phải là đi tu đâu, mà chỉ là gọi là tu tại tâm, tại gia thôi, người ta có những cái phương pháp thực hành hàng ngày, ví dụ như thiền hàng ngày 10 phút, 15 phút, hoặc là hàng ngày có một cái sự đọc sách này, nghe những cái bài giảng, rồi là
tập yoga hay là dành một cái thời gian nào đó trong thiên nhiên hoặc nghe nhạc để tĩnh tâm. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là thường xuyên đọc và lắng nghe những cái lời khuyên hay là lời chỉ dẫn liên quan đến cái cách mình nhìn nhận, đánh giá, tiếp nhận về sự thật xung quanh mình. Những cái sách mà mọi người có thể gọi là về tâm linh hay là về những cái vấn đề về tỉnh thức. Thế nhưng chúng ta cũng sẽ phải tỉnh táo lựa chọn ở chỗ là những cái bài giảng, những cái sách vở về những cái tâm linh xa xôi, ví dụ như là các cái cõi trên trời là như thế nào, hay là có những cái vị Phật nào, những cái phương pháp nào để gọi là khai mở luân xa để có thể mà giao tiếp được với vũ trụ, ví dụ thế. Những cái phương pháp đó nó sẽ không có nhiều tác dụng trong việc thay đổi cách mà chúng ta tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ứng trong từng giây phút hiện tại. Thế nên là những cái phương pháp mà để cho chúng ta có khả năng thay đổi được cái sự, được cái khả năng tiếp nhận, xử lý và phản ứng lại những cái thông tin trong từng thời điểm, những từng phút giây hiện tại này, nó sẽ là những cái phương pháp mà giúp chúng ta quay trở lại bên trong, quan sát chính mình và rèn luyện sự sáng suốt trong chính mình, chứ không phải là thứ gì ở bên ngoài cả. Thì những phương pháp này thì mình luôn luôn khuyên mọi người, đó là tập thực hành thiền. Và trong chế độ ăn, chúng ta sẽ giảm bớt đồ ăn acid mà tăng cường đồ ăn kiềm tính. Nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tâm sinh lý và cảm xúc của mỗi người. Và đọc những cái cuốn sách mà chỉ dẫn cho chúng ta về cái việc quan sát chính mình, quan sát cảm xúc, tâm lý, cách mình suy nghĩ, tiếp nhận, những cái hệ quy chiếu, niềm tin và cái cách nhận biết và kiểm soát bản ngã. Đây là những cái thứ mà có thể giúp chúng ta quay trở vào bên trong và có thể dần dần với sự rèn luyện hàng ngày và rèn luyện mình trong từng phút giây hiện tại, thì chúng ta sẽ dần dần có được cái sự tỉnh thức và tỉnh táo để không bị hoàn toàn kiểm soát trong cái sự lập trình, mà chúng ta có thể bắt đầu tách dần ra khỏi nó và dần dần có cái khả năng thay đổi được cái kết quả. Khi một cái điều kiện diễn ra, mình có thể thay đổi được kết quả của nó. Kết quả ở đây không có nghĩa là kết quả nằm bên ngoài, không có nghĩa là ví dụ như bây giờ một quả cam mà thả từ trên cao xuống, chúng ta sẽ không phải là thay đổi trong tâm mình mà nó có thể không rơi xuống đất được. Cái kết quả ở đây mình muốn nói đến, đó là kết quả trong nội tâm, đó là đạt được sự điềm đạm, bình an, hạnh phúc trọn vẹn trong từng phút giây cuộc sống và tìm thấy ý nghĩa trong từng phút giây cuộc sống. Mình xin phép đọc tiếp một số câu hỏi. Các bạn có câu hỏi gì thì hãy tiếp tục comment giúp mình nhé. Thì vừa rồi mình có giải thích về tỉnh thức, thì các bạn đã các bạn có hiểu được rõ cái ý của mình không ạ? Mình nghĩ là chắc là cũng khá rõ phải không ạ? Việc tìm ý nghĩa cuộc sống của cá nhân phải chăng là một hành trình không đoán định được chắc chắn? Có những công việc trong một thời gian em thấy vui và phù hợp, nhưng có thể sau thời gian không dài như 1-2 năm sau, vẫn có sự phân vân rằng đây đã thực sự là ý nghĩa cuộc sống của mình hay chưa, hay lại tiếp tục thay đổi, hay là do em thiếu bền bỉ hay niềm tin chưa vững chãi. Đây là câu hỏi của Mai Trần. Thế thì ý nghĩa cuộc sống thì mình có thể nói rằng là có hai tầng định nghĩa đi. Có hai cái phương án để định nghĩa về ý nghĩa cuộc sống này. Đó là ý nghĩa cuộc sống temporary, hay là trong cái thời điểm trong một cái thời điểm nhỏ, một vài năm, kiểu như thế. Thì ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, hay mục tiêu của cuộc sống của mình là gì. Và một cái
ý nghĩa cuộc sống ở tầng cao hơn, đó là ý nghĩa cuộc sống trong sâu thẳm tâm hồn, linh hồn mình là gì. Thế thì cái ở cái tầng thứ nhất là ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống gọi là trong cái thời điểm hiện tại và trong cái thời gian ngắn hạn là năm nay, năm sau, một vài năm nữa. Thì cái mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống của chúng ta luôn luôn có cái sự thay đổi. Nó có thể là trong một thời gian ngắn hoặc dài, có thể là 1 năm hoặc 2 năm, 3 năm, 5 năm, nó sẽ thay đổi thường xuyên. Bởi vì nó sẽ thay đổi theo cái quá trình mà chúng ta lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống này, thích ứng với lại xã hội và nền văn minh nhân loại này. Và ở mỗi cái độ tuổi, mỗi cái giai đoạn đó, chúng ta sẽ có những cái nhận thức khác nhau về việc là chúng ta mong cầu điều gì, chúng ta mong muốn đem lại điều gì cho chính mình, cho gia đình mình, cho xã hội. Thì ví dụ như ở cái độ tuổi là 20, 25, thì khi mà chúng ta bắt đầu tốt nghiệp đại học thì cái ý nghĩa, cái mong cầu trong cuộc sống của mình nó sẽ khác. Mình sẽ mong cầu là tìm được một cái công việc, có thể là một cái công việc nó có phù hợp với sở thích của mình, năng lực của mình, và có thể giúp ích cho nhiều người, ví dụ thế. Thế còn cái ý nghĩa và cái mục tiêu của cái giai đoạn, ví dụ mình 25, 30 tuổi, thì mình chỉ có tập trung vào gia đình, con cái mình, ví dụ như thế. Thì nó sẽ là thay đổi theo điều kiện, hoàn cảnh, theo độ tuổi và theo cái xu thế của xã hội nữa. Bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng, bị tác động bởi cái tất cả những cái bối cảnh xung quanh chúng ta vào từng thời điểm này. Nên là cái việc thay đổi mục tiêu, ý nghĩa trong cuộc đời nó cũng là hoàn toàn dễ hiểu, và ai cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ không có cùng một cái mục tiêu, ý nghĩa trong cuộc sống trong một cái thời điểm là cấp 3 hay đại học với lại tầm 30-40 tuổi hay lúc nghỉ hưu, nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta cũng sẽ cứ nhìn nhận một cách vui vẻ, nhẹ nhàng thôi. Đó là trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, trong cuộc sống này, nó cái sự mục tiêu thay đổi nó là một cái sự rất là tự nhiên, bình thường. Và quan trọng nhất đó là mình cảm thấy nó phù hợp này, nó đúng với lại cái mong muốn, nguyện vọng và những cái gì mình tin tưởng, mình tin rằng nó đem lại cho mình hạnh phúc trong cái thời điểm đó, thì mình có thể theo đuổi. Và đến lúc nó không còn phù hợp nữa, mình có thể để nó ra đi và mình thay đổi hướng đi, không vấn đề gì cả. Thì thế còn cái tầng thứ hai đó là cái ý nghĩa cuộc sống, cái gọi là ý nghĩa sâu thẳm trong phần tâm hồn và linh hồn mình. Thế thì có lẽ đây là cái mà những người bắt đầu đã có những cái câu hỏi như là: mình là ai, sinh ra để làm gì, sống giữa cuộc đời này để làm gì, đi đâu về đâu. Thì thường thì cái câu hỏi này là nó hướng đến cái tầng ý nghĩa sâu hơn này của cái mục đích, ý nghĩa cuộc sống. Thì để trả lời được cho câu hỏi này, bởi vì nó là cái mục đích và ý nghĩa mà linh hồn mình cảm thấy, chứ không chỉ là cái đầu óc trí tuệ của mình cảm thấy, cho nên nó sẽ cần có một quá trình để chúng ta mới bắt đầu hé mở được cái ý nghĩa mục đích sống của mình là gì, của cả kiếp người này, chứ không chỉ là của một vài năm hay của từng giai đoạn trong cuộc đời. Thì để mà tìm thấy được cái câu trả lời cho ý nghĩa của sự sống, của cuộc đời mình, của kiếp người này là gì, thì chúng ta cũng cần có một cái sự kiên trì một chút. Bởi vì chúng ta sẽ không thể chỉ hỏi mà ngày mai chúng ta có câu trả lời, hay không chỉ có là hỏi và một người sẽ nói cho chúng ta, mà nó sẽ là một quá trình tìm kiếm. Và thực ra đây chính là cái ý nghĩa của hành trình tâm linh, hành trình tỉnh thức. Đó là quá trình tìm kiếm và chạm đến chính cái ý nghĩa và mục tiêu mà vì sao linh hồn mình lại sinh ra trong kiếp sống này, mang thân thể này, sống giữa cái cuộc đời hoàn cảnh như thế này. Cái quá trình tỉnh thức, cái hành trình tiến hóa này là hành trình chúng ta đi tìm câu trả lời. Và sẽ đến một lúc mà chúng ta tìm thấy câu trả lời. Nên là các bạn đừng lo rằng là thế thì đến bao giờ mới tìm thấy, mà cứ đi tìm mãi. Chúng ta sẽ đến lúc tìm thấy câu trả lời khi mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề sự kiểm soát của tâm trí và bản ngã. Khi mà chúng ta còn đang rất lún sâu vào sự kiểm soát của bản ngã và tâm trí của mình, thì những gì chúng ta nhìn thấy, những gì chúng ta coi đó là ý nghĩa, mục tiêu của cuộc đời mình, nó chỉ là suy nghĩ thôi. Nó chỉ là niềm tin của bản ngã, khát khao, tham vọng của bản ngã.
để mà đạt được thứ nọ thứ kia như cách người khác nói, như xã hội mong muốn, như cách người ta dạy cho mình, như cách mà mình muốn so sánh với người khác. Thế nên chúng ta sẽ chưa thể tìm thấy khi mà chúng ta đang bị lún sâu trong bản ngã và tâm trí, và chỉ có nhìn vào những cái mục đích, những cái quy chuẩn mà xã hội đặt ra. Thì để tìm thấy được cái ý nghĩa và mục tiêu chân thực nhất của tâm hồn mình, thì chúng ta sẽ cần gỡ bỏ dần những niềm tin hệ quy chiếu và sự điều khiển, kiểm soát của bản ngã. Và các cái phương pháp đó ấy, thì thực ra mình nói một buổi hay một tiếng nó sẽ không thể thay đổi được ngay cái con đường của các bạn. Nó, mỗi người có một cái con đường của mình, và cái quan trọng là chúng ta nhận ra được đâu là vấn đề. Vấn đề ở đây chỉ có là bản ngã và tâm trí mà thôi. Bản ngã với những cái thôi thúc, những cái mong cầu khát khao, tham vọng, nó thúc đẩy mình. Nó cứ đẩy mình đi tìm cái nọ, kiếm cái kia, đạt được cái này cái kia theo tiêu chí của xã hội. Và những cái hệ quy chiếu hay những cái rào cản trong tâm trí của mình, nó là những cái vòng nghiệp lực. Vòng nghiệp tức là vòng lặp trong niềm tin, trong tiềm thức, mà nó cứ điều khiển mình. Mình không nhìn thấy được những cái góc độ khác mà mình không dứt ra được khỏi nó. Thế thì thực ra quanh đi quẩn lại, nó sẽ là để dứt ra được khỏi sự kiểm soát của tâm trí và bản ngã, thì chúng ta sẽ phải thực hành những cái phương pháp, ví dụ như là thiền. Nhưng mà thiền không phải là chỉ ngồi nghe nhạc để thư giãn, hay là thiền thanh lọc tâm trí. Tức là quan sát được những cái vòng lặp trong tâm trí của mình, những niềm tin sai lệch trong tâm trí của mình, với những câu hỏi, những cách thức để mà mình tự vấn, tự đào sâu, tự bóc dần những cái tầng lớp đó ra. Thì cái phương pháp mà mình đề xuất đó là thiền thanh lọc tâm trí, để bóc dần những cái niềm tin sai lệch này. Còn về bản ngã, thì để mà nhận biết và thoát ra khỏi cái sự kiểm soát của bản ngã, thì chúng ta ngoài cái việc là đọc sách, thiền, thực hành, thì chúng ta sẽ trong mọi giây phút của cuộc sống này, chúng ta sẽ lắng nghe gần như có hai giọng nói ở trong mình, trong đầu mình. Một giọng nói luôn luôn rất là tiêu cực, rằng là mình phải đạt được cái này cái kia, người này thật là khó chịu, người kia thật là quá đáng. Thì những cái giọng nói này, kết quả của nó là mang đến sự bất an, sự dằn vặt, khó chịu, bức bối trong tâm hồn mình. Và một giọng nói khác, đó là một cái giọng nói bao dung trong chính mình, rằng mình cảm thấy mình có thể hiểu được vì sao người ta làm như thế. Mình có thể dặn dò vỗ về mình rằng là mình cần phải quan tâm, bao dung với bản thân mình, rồi là thấu hiểu cho người khác. Ví dụ thế. Cái giọng nói này là giọng nói sẽ đem lại cái cảm xúc nhẹ nhõm, dễ chịu, vui vẻ, bình an trong chính mình. Thế thì hai cái giọng nói này thực ra nó đều là ở trong tâm trí của mình thôi. Nhưng một giọng nói là bởi vì sự thôi thúc của bản ngã, mong cầu, khát khao, tham vọng, những nỗi sợ của bản ngã thôi thúc mình có những cái suy nghĩ tiêu cực này. Những cái suy nghĩ có thể lúc đó mình không thấy là tiêu cực đâu, nhưng kết quả của nó sẽ dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực trong chính mình. Thế và cái giọng nói thứ hai, nó sẽ tạo ra cái cảm xúc tích cực cho mình. Thì ban đầu khi mà mình đang cố gắng để nhận biết bản ngã và thoát ra khỏi cái sự kiểm soát của bản ngã, thì cách duy nhất mình có thể làm đó là mình biết rằng có hai giọng nói này trong đầu, và mình biết rằng giọng nói tiêu cực nó sẽ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, giọng nói tích cực dẫn đến những cảm xúc tích cực hơn. Thì mình sẽ phải lựa chọn, đó là khi mình nghe thấy những cái giọng nói tiêu cực này, mình phải chủ động ngừng lại, tách ra khỏi nó, không nghe theo nó. Quan trọng là không nghe theo nó. Mình phải tự mình nhận ra được rằng là cái suy nghĩ nào, cái lời nói hành động nào, nó sẽ đem lại sự nhẹ nhõm, bình yên, hài hòa và an yên hơn trong chính mình. Thì ban đầu, đây là cái cách thực hành ban đầu thôi. Thế còn về sau thì bản ngã nó sẽ còn có nhiều cái tầng lớp ẩn khuất hơn, mà trong quá trình thiền thanh lọc tâm trí thì nó sẽ cần có một số cái phương pháp và có lẽ là sự hướng dẫn. Thì thực ra thì không có ai có thể mà
sống hộ mỗi người. Không có ai có thể suy nghĩ hộ, cảm nhận hộ được cả. Nhưng có thể là đưa ra những cách thức thôi, để mà các bạn có thể là tham khảo và thực hành và rèn luyện cho chính mình. Thì qua thời gian, bất cứ cái gì chúng ta cũng cần có sự rèn luyện. Nhưng là để chơi tốt một môn thể thao, chúng ta cũng cần rèn luyện. Để mà nói tốt một thứ ngôn ngữ, chúng ta cũng cần phải học hỏi và rèn luyện, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều là sự rèn luyện. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta tìm thấy cái phương pháp nào để mà rèn luyện theo, để dần dần mà mình có thể tự kiểm soát được cái sự điều khiển của bản ngã và tâm trí trong chính mình. Thế và để mà đi tìm được ý nghĩa của cuộc sống này, của ở tầng linh hồn ạ, thì với những cái phương pháp thực hành như thế thì cơ bản đó là chúng ta sẽ bóc dần những cái tầng lớp của tâm trí và bản ngã. Thì sẽ đến một lúc mà chúng ta sẽ cảm nhận được đâu là con người chân thật của mình. Khi chúng ta không còn phải giả vờ, không cần phải đóng vai, không cần phải lún sâu vào những cái vai diễn trong xã hội, mà chúng ta thực sự biết được cái cốt cách của chính mình. Hay là trong Đạo Phật và một số cái sách tâm linh nói rằng là tìm thấy chân ngã của mình. Hay là trong cái bài viết nguyên mẫu của cốt cách con người, mình có nhắc đến từ nguyên mẫu. Thì khi mà bớt dần được những cái sự kiểm soát của bản ngã và tâm trí, chúng ta sẽ bắt đầu trở về với cốt cách chân thật trong chính mình. Và khi mà chúng ta sống thật với mình, chúng ta không còn phải hành động vì bất cứ ai khác xung quanh, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận thấy điều gì mình thực sự mong cầu, thực sự muốn, thực sự cần. Thì nó sẽ bắt đầu tiệm cận dần đến cái ý nghĩa cuộc sống sâu thẳm nhất trong chính mình. Khi chúng ta không còn làm điều gì đó vì để mà hài lòng người khác xung quanh mình, không có nghĩa là chúng ta không quan tâm, không có nghĩa là chúng ta có thể là gạt bỏ tất cả mọi mối quan hệ, hay là có thể làm tổn thương mọi người một cách vô tâm, mà là chúng ta không còn phải thay đổi chính mình chỉ để fit in, để mà được hòa nhập, được công nhận trong một môi trường, một hoàn cảnh, mà chúng ta là bản chất cốt cách chân thật nhất của chính mình. Mà thường thì khi mà chúng ta thấy được mình trở về với chính cốt cách chân thật nhất của chính mình, thì mình lại luôn luôn có sẵn trong mình yêu thương và bao dung với tất cả mọi người, và lại thực ra là không có làm tổn thương đến ai, và cũng không làm tổn thương chính mình khi mà mình cứ phải hy sinh chính mình để mà đi làm hài lòng người khác nữa. Thì để mà tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống thì các bạn hãy cố gắng dần dần tách bỏ được những cái sự kiểm soát của tâm trí và bản ngã này, thì sẽ đến lúc mà chúng ta tự nhận biết được. Và các bạn có thể đọc về cái 12 nguyên mẫu của cốt cách con người. Thì thực ra 12 nguyên mẫu này là 12 cái đặc tính cơ bản nằm trong tầng sâu của tiềm thức nhân loại. Tức là chúng ta thường mang trong mình một trong số, hoặc là một số cái nguyên mẫu này kết hợp với nhau thành một bộ tích hợp duy nhất, mang tính duy nhất. Và khi mà mình bây giờ mình chưa có khả năng là tách biệt hẳn khỏi cái sự kiểm soát của bản ngã và tâm trí, thì mình vẫn có thể tìm ra được đâu có vẻ như là ý nghĩa cuộc sống sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình, bằng cách đó là mình sẽ đọc những cái cuốn sách liên quan đến 12 nguyên mẫu này. Và khi mà mình thực sự rất là thành thật với chính mình, khi mà mình đọc từng cái nguyên mẫu này, những cái đặc tính, những cái mục tiêu của cuộc sống, những cái nỗi sợ, những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng nguyên mẫu, chúng ta sẽ tìm thấy mình trong đó. Chúng ta sẽ thấy cái điểm mà nó đúng là nói về cái gì sâu thẳm trong mình. Đôi khi có khi mình không thể hiện ra, người khác không biết đâu, nhưng chính mình biết. Mà có thể mình sẽ tìm thấy 1, 2, 3, 4 nguyên mẫu mà nó thể hiện đúng nhất cái gì sâu thẳm nhất trong mình, chính mình biết. Thì trong cái thời điểm mà chúng ta chưa thoát khỏi sự kiểm soát của bản ngã và
tâm trí, thì việc tìm hiểu và đọc về các nguyên mẫu này nó giúp cho chúng ta nhìn thấy một phần nào đó có vẻ như là ý nghĩa cuộc sống của tâm hồn mình là những cái điều này. Và khi mà mình lựa chọn công việc, lựa chọn các mối quan hệ và lựa chọn hoàn cảnh sống mà nó phù hợp với những cái nguyên mẫu này, mình sẽ cảm thấy là có vẻ nó rất là đúng với mình. Mình được sống chân thật hơn, mình cảm thấy hài lòng hơn, trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Thì các bạn có thể tìm đọc và tìm hiểu dần, và đồng thời thực hành những cái phương pháp để mình tách biệt dần khỏi cái sự kiểm soát của tâm trí và bản ngã. Thì nếu như các bạn mà có quan tâm đến thiền thanh lọc tâm trí thì các bạn có thể nhắn tin hoặc là để lại comment. Thì mình có ý định là trong một tương lai gần mình sẽ tổ chức một cái khóa miễn phí ở trên page Hành Trình An Yên. Có thể là tổ chức qua hình thức live stream hoặc là qua Zoom theo kiểu group kín hoặc là gì đó. Thì khi mà mình có kế hoạch cụ thể thì mình sẽ thông tin đến những bạn quan tâm để chúng ta cùng tổ chức cái buổi trao đổi và chia sẻ này. Chúng ta có thật sự quy hồi và chữa lành được để khôi phục như là ý của bạn là hỏi về sự quy hồi và chữa lành đúng không ạ? Thì mình xin phép được mời bạn có thể xem lại video để hiểu đúng về chữa lành. Mình có trao đổi khá là kỹ về quá trình chữa lành và chữa lành là như thế nào. Và về việc quy hồi ấy, thì cái này ý bạn là quy hồi tiền kiếp đúng không? Quy hồi này thì nó có liên quan đến một số cái vấn đề mà mình vừa nói đến lúc nãy về nghiệp lực. Thì thực ra cái vòng lặp của niềm tin, của cách hành động cư xử chúng ta đã mang theo từ quá khứ đến thời điểm hiện tại. Hiện tại chúng ta đang hành động một cách bị lập trình, bị thôi thúc và kiểm soát bởi cái vòng nghiệp lực của mình. Vòng nghiệp lực này thực ra là trong tiềm thức, đó là những dấu ấn lặp đi lặp lại của những cách mà mình đã tin, những cái cách hành xử mà mình đã làm rất nhiều lần trong quá khứ. Thế thì chúng ta không cần phải quy hồi về một cái kiếp nào cả, mà chúng ta hãy nhìn vào cái thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái vòng nghiệp đó. Và để mà giải quyết được vòng nghiệp lực, dù có quy hồi về kiếp nào đó, chúng ta vẫn không thay đổi được hiện tại. Và vì thế nên là chúng ta cần tập trung và giải quyết cái vấn đề ở hiện tại, bởi vì chúng ta đã mang theo cái nghiệp lực đó đến thời điểm này. Vậy thì có quay về quá khứ để nhìn thấy là ngày xưa cái sự việc này xảy ra cho nên mình cảm thấy như thế này, nó cũng không thay đổi được cái việc là nó đã tạo ra một cái vòng lặp, một cái thôi thúc, một cái thói quen trong tiềm thức mà chúng ta không nhận ra trong từng thời điểm chúng ta bị kiểm soát bởi nó. Và vì thế dù cũng có thể là các bạn cũng có thể thử nghiệm, đó là tham gia vào những cái quy hồi này để chúng ta có những cái trải nghiệm nhất định, và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là sau đó nó có thay đổi cuộc đời của mình hay không, nó có thay đổi được cái cách mình nhìn nhận, cảm nhận, hành xử trong từng giây phút của cuộc đời hay không. Nếu không mà thường thì nó cũng không thay đổi được hẳn. Nếu như không thì chúng ta lại phải quay trở lại với việc là hãy tập trung vào việc giải quyết vấn đề trong tâm trí và bản ngã của mình, và giải quyết vấn đề trong hiện tại. Khi chúng ta thoát ra khỏi được cái vòng nghiệp lực này, hay là cái vòng lặp của niềm tin và thói quen hành xử này trong hiện tại, là chúng ta đã hóa giải được tất cả nghiệp trong quá khứ liên quan đến cái vòng lặp này. Vì quá khứ tạo nên hiện tại, chúng ta giải quyết hiện tại thôi là đủ. Thì có lẽ là mình nghĩ là thời gian cũng không còn nhiều. Hôm nay thì mình hơi bị trục trặc kỹ thuật một tí, nên là cái việc đọc comment nó cũng đang không được thuận lợi lắm. Phục hồi những... Mình xin phép được kiểm tra nốt xem là còn có cái câu hỏi nào của các bạn hay không, và mình sẽ trả lời nốt rồi có lẽ là sẽ khép lại buổi hôm nay. Có bạn nào còn có câu hỏi gì không nhỉ? Hình như là mình đã trả lời những câu hỏi, những comment mà các bạn đã comment trong video này. Và mình sẽ kiểm tra lại xem nếu như có bỏ sót câu hỏi nào mình sẽ trả lời lại
trong comment hoặc là nhắn tin lại cho các bạn riêng. Mình hy vọng rằng trong buổi hôm nay thì các bạn đã có những cái hiểu biết rõ ràng hơn về tỉnh thức là gì, và những cái câu hỏi mà liên quan như là tỉnh thức, tiềm thức, ý thức, rồi quy hồi, rồi nghiệp lực, thì cũng mong rằng là sẽ giúp cho các bạn có thêm được những cái hiểu biết để có thể tự mình tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục rèn luyện trên cái con đường tiến hóa, trên con đường tỉnh thức của chính mình. Và mình rất mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo.